Đâu lấy coi coi nhiều đồ không? Dạ. Yeah. Ôi sao cái tủ nhà con nó bị mục nát hết rồi? Trời ơi. Chị ngủ mấy hiên đó đó hả? Đúng rồi. Hiện nay là chị ngủ ngoài tóc bạc đó luôn hả? Đúng rồi. Con có ước muốn gì không? Dạ có. Con ước á hả? Là con nhà của con sửa cái nó phía trước với phía sau với mấy cây cột thôi, chứ không cần gì nhiều. Ừ. Sửa cái nóc phía trước với phía sau. Sửa bên ông không? Dạ không. Sao vậy? Con á, chú muốn sổ đi chơi con nhà con chắc chắn thôi à. Còn mấy cái này á, bữa nào mua mấy cái miếng cao su về dán lại cho mua được cái vợ. Cảm ơn anh đi nào với anh đi nào. Em chúc anh đi nào học giỏi nha anh đi nào. Và anh á, cố lên học. Lẫn quẩn thì mình với lại Bùi Hồ cùng với lại bé Hoàng Oanh cũng đã đến ngôi nhà của bà ngoại cô bé nè. Và ngôi nhà thì cảm thấy những cái tấm tôn rất là cũ kỹ và hình như là nó đã chuyển màu mục nát hết à. Và theo chia sẻ của mẹ của bé Hoàng Oanh á thì ngôi nhà này coi như là mưa nó dột hết à. Bà ngoại con đâu? Bà ngoại con lên giữ cháu ở Sài Gòn á hả? Dạ, bà ngoại con có Tết bây giờ con được. À, ngôi nhà này là con ở với ai? Dạ, con ở với mẹ con. Cái này là bà Phạm, này là bà ngoại con. Cái này là nãy là người chết nên là mẹ con nhắc là ngoại con chết sớm lắm, bị tim. Ông ngoại con bị gì? Dạ, bị tim. Bị tim hả? Mất sớm hả? Dạ. Còn bên đây? Nhà của Út con. Chỗ Út con? Ở nhà con được dựng bằng vách lá hả Hoàng Hoàng Oanh? Dạ đúng rồi. Còn bên đây là bằng vách của người ta, một cái trơn rồi mua bà ngoại con. Hồi Tết con với bà ngoại con mua mấy miếng dán mình để dán cho mua được có bị dột. Vách bên đây là của người ta hả con? Dạ, của nhà mình. Vách bên đây là của ai? Dạ, của nhà kế bên á. Con không biết nữa mà biết nhà kế bên hay à. À. Nhà người ta quậy những này chứ không phải nhà những này như mình. À. Ở đây là cái nhà của con là bị mục nát hết trơn đó hả? Ừ. Ở trên này có mưa có dột không? Dạ có. Nhiều không? Dột nhiều không con? Dạ nhiều. Nghe hả? Nhiều. Bà ngoại thì đi chăm ai? Chăm cháu. Cháu ruột hả? Dạ. Nghe hả? Rồi con với mẹ con ở chung với bà ngoại? Dạ. Hồi xưa là ở trong phía sau này chú. Mất về đằng kia con. Trời ơi. Ở chú nó mặc bánh trơn rồi. Một hết luôn rồi. Dạ. Ba đây là con cho chú coi miếng huyết bay lòng hồng luôn chú ơi. Đó. Đâu? Trời ơi. Miếng huyết nó bay lòng hồng rồi luôn. Miếng huyết bên đó bay lòng hồng quá hả? Dạ. Ôi mẹ ôi con trời. Qua, mẹ con ở nhà mình ơi, mẹ con cũng ướt cái tim ra ngoài luôn. Mẹ con cũng bị bệnh tim nữa. Mẹ con bệnh tim nữa hả? Dạ, bị bút cổ nữa. Mẹ tà lê, tà lơ, tà hứ hết trơn á. Còn mẹ xin hỉ như kìa. Bị gì? Dạ, mẹ xin gì con quên rồi, là con nhớ á. Nhà cái tấm thiết này nó lòng thòng hết trơn hả con hả? Đúng rồi, mỗi lần mà ai cho bếp nó ăn thôi, nó giống nhập mạnh một cái là rớt cái tim ra ngoài luôn. Rớt cái tim ra ngoài luôn. Nhưng mà con sợ không? Dạ sợ. Vậy hả? Cái này nhà vệ sinh của nhà con hả? Dạ đúng rồi. À. Nó quay sàn gì đó chứ không có gì chứ, thì không có ai nhà. À, chiều mấy giờ con với mẹ con mới đi bán về? Dạ. Nhà không có về nhà, mấy ba bữa con về nhà, nằm biết nhà, đâu nhà. Ủa, rồi là sao, tối con ngủ ở đâu? Dạ ngủ ở bên chỗ chút mưa của con á, ở bên bên nhà mấy hộp gặp dịch đó họ tốt, bụng họ cho ở nhờ. Là tối con ngủ mấy hiên hay sao? Dạ đúng rồi, ngủ ở ngoài mấy hiên á. Dạ hả? Dạ. Rồi mấy ngày con mới về đây một lần? Dạ 3 ngày. Tại mắt bụi phèm con máng rồi. Có nhiều lúc 3 ngày đó trời mưa lốt không có về nhà được. Nhờ bà hàng xóm bên đây coi nhà giùm bà tốt lắm. À còn thay quýt xanh giùm nhà con nữa. Ừ. Dạ nên mỗi lần có mũ dư hay gì coi cho bà luôn để cho bà. Nhưng mà con ở đây, con ở bên kia rồi con tắm rửa sao? Dạ. Tắm rửa là con về nhà tắm hoặc là xuống sông mà. Xong rồi con xuống tận sông mới ra. Xuống sông tắm hả? Dạ, sợ mà già lắm. Nhìn xuống
lâu lâu mới xuống rồi. Rồi con tắm ở đâu? Dạ dưới sông. Dưới sông. Mẹ? Mẹ hả? Mẹ về nhà. Mẹ về nhà tắm hả? Dạ. Con ăn cơm? Ăn cơm thấy gì ăn đó, chứ không có là gặp xôi mới ăn xôi này, gặp cơm gì ăn cơm đó rồi à. Ừ. Vậy là rồi ví dụ như là Tết rồi mẹ con có bán không? Dạ có, y ngang là 30 mẹ con bán xong cũng có hồi Tết năm ngoái mẹ. Hồi Tết năm nay mẹ con không về được, tại vì mẹ con coi còn mười mấy chỗ quay giấy lấy người ta kêu đó quá trời đặt hàng rồi bơm không có lấy nữa. Mẹ con bán lỗ. Rồi mẹ con ở đó canh đồ bán nữa, tại con cháu về nhà đông lắm, không có chỗ xe. Xe vẫn có mà bằng cái xe đó đó mà gắt trơn rồi. Có mấy cái xe chặt chỗ không có đợi được. Rồi ở đây con học hành sách vở con để ở đâu? Dạ mẹ con mua cho con cái tủ này để con đựng sách vở nè. Nhà nó không đẹp mà con đựng được á. Rồi quần áo sách vở con để đó ha. Dạ còn quần áo bên kia kìa. Đâu đâu con chỉ cho chú coi. Dạ đây. Đây là cái khu quần để quần áo của con. Dạ. Đâu lấy ra coi nhiều đồ không? Dạ. Ôi sao cái tủ nhà con nó bị mục nát hết rồi? Dạ tại này á là tủ nhựa mà chú. Mày có chịu mấy hay chị hai con đi làm chén có tiền mua trả góp để cho con đựng quần áo, chị hai con không có đựng. Ủa cái tủ này chị hai mua trả góp hả? Dạ. 1.000.000 mua trả góp luôn? Dạ chứ hồi xưa chịu mấy gia đình con nhiều lắm, hồi xưa đâu làm có tiền đâu chú. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi chú. Cái bàn học của con đâu? Con này là anh họ con mua cho, là con của dì Sáu á. Là con, gia của con là dì chị, mà tại vì giờ không có heo gia giới nên con gọi anh là anh. Anh mua cho con cái bàn này để học. Đâu con mở ra cho chú xem coi. Dạ. Chú thấy rồi, cái bàn sao nó cũ rồi? Dạ. Cái bàn này cũng được 1 năm rồi chú ơi, từ cái lúc con học lớp 2 tới lớp 3 luôn. Mà tại vì lớp 3 con nghỉ. Lớp 3 đúng không chú? Là con học được có 2 buổi là bùng dịch rồi. Bây giờ cái bàn này không có xài nữa. Cắt. Nó bị bong hết trơn rồi. Cái này là cái kệ đi hội nữa. Để sách đọc cũng được nữa chú. Để sách đọc bài cũng được nữa. Rồi con có cái đèn học không? Dạ không. Đèn học con nhờ, một là nhờ nó sáng mặt trời, hai bắt cái đèn này lên. Đèn học với thì con cũng không cần lắm, tại vì cái đó thứ nhất là nó hao nè, thứ hai là nó không có xài được nhiều nữa. Con học lớp hết lớp 2 là con nghỉ rồi. Con cuốn sách lớp 2 con còn không? Dạ hết rồi. Lớp 3 có mua được cuốn bộ nào không? Dạ có, mà bà ngoại con cắt ở đâu hết trơn rồi. Đâu con lấy cái vở của con năm rồi con viết cho chú xem ơi. Vở năm rồi không biết bà ngoại con đi đâu nữa. Có chữ nào con viết đâu cho chú xem với. Để con kiếm cái vỏ. Còn có này cái lo được chi. Nè đồ của chị hai con nè. Trong đây không có hả con? Nè không có rồi. Rồi mấy cái tờ giấy nháp chắc bà ngoại con không? Đã tưởng không có xài nữa bây giờ bắt chân luôn rồi. Rồi con thường về nhà là con với mẹ nấu ăn chỗ nào đâu chị? Chú ơi, chú đâu có thấy đâu. Dạ. Bếp ga cũng mua trả góp luôn chú ơi. Bếp ga mua trả góp luôn. Rồi cái bình đâu rồi? Bình ở dưới đây nè chú. Bình còn phân nửa. Anh con háo ra tại vì anh con sợ con về nhà không biết nấu ăn rồi bắt lửa lên cháy nên con háo rồi không biết nấu ăn. Em tận cháy lắm, tại hồi nhỏ con có một lần lớn gan là thấy anh Hà chiên trứng, mà lúc đó anh Hà buồn ngủ rồi muốn cho anh mình ngủ có sức đi làm. Bố mẹ con bắt bếp ga lên, anh Hà con thấy cái gì khác chút xíu là cháy luôn rồi. Dạ. Rồi bên đây là tại sao mình không nấu bên đây nữa nè? Dạ bên đây hả, bên đây là để bếp ga để nấu nè, mà sợ tại vì ở đây nó bị nhột mày chú, thêm gió nữa nên anh con có để. Ở bên đây là mỗi lần chị mua nó tạt chứ có bình ga nên có để. Chú biết rồi. Rồi tối con với mẹ thường ngủ chỗ nào đâu? Dạ anh con hồi xưa còn ngủ ở đây là ngủ trong buồng. Con ngủ trong buồng, mẹ con ngủ ngoài đây nè chỗ này. Thì chú ở chỗ này là chú thấy ở trên này nó rất là nhiều chỗ thấy ông trời luôn kìa.
thấy ánh sáng luôn. Nó có dột không? Dạ có, còn mấy cái cây một nát mỗi lần chị mua lớn hả? Là không, mà ở đây là mỗi lần mà xây lên nhà, xây cao lên nhà con nhà cuối á, mua nó tạt vô hoài giờ. Nên nó cũng không có được ổn nữa, có nhiều lúc mưa lớn quá nó ngập tới đây luôn nè. Lên tới đây luôn. À. Chàng nhà luôn, bà ngoại con hả? Bà lấy cái, bà ngoại con lấy cái cây hột gì á, để cho nước bớt đi. Con có ước muốn gì không? Dạ có, con ước cái hả? Là con nhà của con sửa cái nó phía trước với phía sau với mấy cây cột thôi, chứ không cần gì nhiều. Sửa cái nóc phía trước với phía sau, sửa bên ông không? Dạ không. Sao vậy? Dạ tại vì á, con á xuống mua sổ đi cho con nhà con chắc chắn thôi à. Còn mấy cái này á, bữa nào mua mấy cái miếng cao su về dán lại cho mua đồ có vợ. Dạ hả? Dạ. Bạn có thường lại nhà con chơi không? Dạ có. Bạn của con cũng đỡ hơn con xíu. Bạn có nhà nhưng mà vẫn có sổ căn nghèo, có nhà là vẫn gì mà có dách là không có bị dột thôi. Nhà con có sổ nghèo không? Dạ có. Đâu con biết sổ nghèo không? Dạ, sổ căn nghèo để đâu con không có biết, để mấy cái giấy tờ đó bà ngoại sợ con cái tờ em con á lấy ra như vậy tầm bậy nữa mà ngoại con cắt cho rồi con cũng không biết nữa. Dạ. Dạ. Sáng thường mấy giờ con ngủ thức dậy? Dạ hồi xưa ở nhà là 7 giờ, tại con học buổi chiều á, là 7 giờ vậy. Tại vì thứ nhất á, là học tới 4 giờ 10 giờ. Rồi sau á mẹ con cũng gán á, cho con đi học thêm nữa chú. Nên là 9 giờ về rồi, là ngủ nó cũng là phải ăn thêm nữa, rồi ngủ. Dạ. Rồi thì 7 giờ con mới ngủ thức dậy. Chứ bây giờ buôn bán phụ mẹ là ngủ sớm đó. Dạ, y ra là có nhiều lúc con thức tới 12 giờ, 11 giờ luôn. Cho mẹ con ngủ được 2-3 tiếng, mẹ con có sức canh đồ. Là lúc đó con vẫn được thức 6 giờ luôn. À. Mẹ con cái đồng hồ báo thức mini ẩn, mà tại bị hư rồi. Đồng hồ báo thức gì? Mini ẩn. Mini ẩn là gì chú không hiểu? Dạ là con mini ẩn màu vàng hè á. À. Còn cái này là gì đây? Dạ con trâu màu hồng. Mà sao nó cũ vậy? Dạ tại này á là từ cái năm con trâu mà chú. Năm con trâu là năm 2022. À. 2021. Rồi, nên con trong cái con trâu đó có gì không? Dạ, có cái đồ chơi thôi à, không có gì với cái chìa khóa với đồ chơi nè. Chìa khóa nhà hả? Dạ, với cái đồ chơi con quay. Để con cho con mua bánh kẹo rồi có luôn. Rồi thôi thì chú hiểu cái cuộc sống của con với lại mẹ con với lại bà ngoại rồi. Thì hôm nay thì con có muốn nói lời nào với lại cô chú mà khi mà xem được cái clip của con không? Dạ cô chú ơi, nếu có thể nào con không cần nhiều chứ giúp cho con mấy sau mấy trước cũng được, khỏi cần cột nhà cũng được nữa. Mấy sau mấy trước là giúp gì? Tấm tôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chú thấy mấy cái cột nhà này nè là nó bị mục hết rồi nè. À, sao mà lên lợp ở trên kia nè, có những cái nè, cô bác của anh chị nó một kinh khủng và chắp vá một cách tạm bợ như thế này nè. Thì nếu như mà con không có cái cột á thì làm sao mà chắc nhà được? Mà con không biết nữa. Mà sao, tại sao con lại không ước cho nó, một lần ước thì con ước cho nó đầy đủ luôn mà con chỉ ước có cái mái thôi? Tại vì á, mà anh Quân cũng đi làm, không biết giúp được cho mẹ con. Nên con phải biết trân trọng đồng tiền, đó nghĩ thật kỹ luôn. Trân trọng đồng tiền sao? Dạ trân trọng nó là cái gì mình cần thiết nhất mà phải mua chứ đừng có mua tào lao. Nhưng mà con nghĩ là ví dụ như mà con làm cái tấm tôn này nè, rồi mai mốt mấy cái cây nó mọc về tiền đâu rồi con hai? Này là con chưa biết thì. Rồi có lời nào nói để chào tạm biệt mọi người không? Dạ con cái mà con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con nói con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con nói lời chào tạm biệt luôn ha. Con ở dạ. Đâu ha? Dạ con á tên là Hoàng Quanh, con á năm nay 8 tuổi và con ở thành phố Long Xuyên. Và con tạm biệt cô chú và con chúc cô chú một ngày đi làm hết mệt mỏi và nhớ coi kênh YouTube của chú để giải tỏa cho mọi người. Bye bye. Rồi xin chào mọi người luôn. Chắc có lẽ là mình sẽ cố gắng sẽ quay lại giúp cái hoàn cảnh của bé có một cái mái che mưa che nắng như là lời của bé cũng như là lời của chị đã chia sẻ. Bây giờ thì đi, hai chú cháu mình đi ra ha. Dạ, để con đóng cửa, khách cửa lại chắc.
Con nhỏ nữa, con khóa cửa được luôn. Bỏ đây cho ăn trộm vô lấy đồ. Ôi, bỏ vô lấy đồ quá, người mẹ với chị hai cô làm khổ lắm, không có bỏ đâu. Con làm được không? Đây chú làm chưa? Được. Đây con, đây. Con tính mới chặt từ đây qua đây nè, thường ngày làm được á, tại rất cao. Cái mắt này đi con nè. Dạ mắt nó lỏng lắm, người ta mở được, khó lắm. Đó, mắt này. Rồi được chưa? Dạ được rồi. Dạ con phải tắm thêm nữa, không thôi. Cho người ta không nhìn vô hả? Đúng rồi. Nhưng mà người ta lỡ người ta lấy miếng vải đó người ta nhìn vô được mà. Dạ được, nhưng mà phía sau người ta mở vô được mà phía sau vẫn còn cái móc tay bự đâu có hồi vô được đâu. Ừ. Dạ. Rồi, chào. Thôi đi luôn đi. Dạ. Dạ. Ở trên quỹ ban triệu nhưng mà nhà của mình không có đủ khả năng để đưa đó, đặng phụ cách nhà đó có xuống kêu trên ủy ban á, rồi nhà chị không có 20 triệu tao đưa được. Rồi em nghe bé Hoàng Quanh nói là chị với bé là 3 ngày mới về bên kia một lần, thì tối chị ngủ ở đâu? Chị ngủ ban đầu chị ngủ bờ ngủ bụi bên đây. Chị ngủ bên đây luôn hả? Chị không ngủ bên đây nữa là tại vì chị sợ chị che nó biết hai mẹ con chị mới qua bên kia thôi. Dạ. Nó lấy đồ thì không sợ mà nó tưởng mình lấy, sợ nó giết rồi lỡ hai mẹ con thì sao, chị mới qua bên bển. Trời ơi. Chị ngủ mấy hiên đó đó hả? Đúng rồi. Hiện nay là chị ngủ ngoài tấm bạc đó luôn hả? Đúng rồi. Hiện thời điểm này là tối giờ chị phải ngủ bên đó. Đúng rồi. Sao không về bên kia? Ôi trời ơi, mới biết là cái chỗ ngủ của chị là nằm ở bên kia luôn á mọi người. Thì không sợ hả chị? Có sợ nhưng mà có cái là kê chân chị đi đau. Lúc chưa đau thì chị vẫn về nhà. Nhưng mà lúc chị đau rồi chị chuyển đồ nè, như là nhà rồi em bán hết thì nó đỡ, rồi bán còn thì đồ nhóc vậy đó. Rồi em đâu có đẩy về cái chân què ha. Ừ. Đẩy về đâu. Ôi trời ơi. Nhà mình ơi, con bé nó phụ. Rồi tắm rửa là sao? Tối chị cũng dấn tắm đó, tắm dưới con chân đó. Tối chị tắm ở dưới con sông này luôn hả? Ừ. Trời ơi. Đó gì quanh cũng vậy luôn. Rồi mấy ngày nay chị sợ ma da lôi là cho quanh về nhà tắm. Ma da lôi hả? Này chị sợ đứa bé bị ma da lôi, nhiều khi mình bán bu bu rồi nó xuống tắm rồi không có mình, nó không biết bơi là sợ ma da kéo. Chị nói không cho, chị nói kêu về nhà. Ơi, hôm nay thì chú đến đây á, thay mặt cho bạn Thiên Hào ở Mỹ á. Bạn đó ở Mỹ với lại là cô Nhã Thi. Thì trước mắt là gửi cho con mẹ, gửi cho con ít tiền để con lì xì, con mua dụng cụ gì học tập gì trong lớp sau này đó. Thì sau này chú sẽ nhất định sẽ quay trở lại hoàn cảnh của con. Gửi cho con 500.000. Dạ con cảm ơn anh Thiên Hào. Chí á, cô gì vậy? Cô Nhã Thi. Con cảm ơn cô chú ạ. Ừ, anh Thiên Hào là lớn tuổi con, có tí xíu anh Thiên Hào bỏ lì xì ống heo á. Dạ. Em cảm ơn anh Thiên Hào nha anh Thiên Hào. Em chúc anh Thiên Hào học giỏi nha anh Thiên Hào. Dạ anh á, cố lên học giỏi ơi là học giỏi luôn. Hôm nay á thì cái dịp tình cờ mình về đây để quay về cái khả năng gọi là có thể là rất ứng xử rất là thông minh của cô bé Hoàng Quanh, nhưng mà tìm hiểu lại cái hoàn cảnh thì cũng cực kỳ éo le, và nhất định thì lần sau Bùi Hồ sẽ quay trở lại để tìm mọi cách giúp đỡ cho gia đình của bé cũng như là mẹ của bé. Thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ạ. Chị em sẽ cố gắng sẽ quay trở lại hoàn cảnh của mình sớm nhất. Yeah.